Thưa quý vị, quý vị có còn nhớ Đường Nhuệ là nhân vật nào không? Đường Nhuệ là ai? Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga Đường Nhuệ nuôi để thịt Đường Nhuệ là nhân vật xã hội đen nổi lên từ năm 2010 cho đến ngày 10 tháng 4 năm 2020 thì bị bắt Ngày 17 tháng 10 đó, Bí thư tỉnh Nguyễn Hồng Duyên khen ngợi công an thì ngày 7 tháng 5 năm 2020, ông Duyên được về Trung ương làm phó ban tuyên giáo Điều đáng nói là đường nhuệ nổi lên từ 10 năm nay lại trùng khớp với cái thời gian mà ông Nguyễn Hồng Diên làm lãnh đạo tỉnh. Từ năm 2010, ông Nguyễn Hồng Diên đã là phó bí thư thường trực tỉnh ủy và mãi đến năm 2020 mới ra trung ương. Việc thả cho đường nhuệ lớn mạnh trong suốt một khoảng thời gian 10 năm, rồi trước khi ra trung ương, ông Diên cho hốt cái gã đường nhuệ này để lập công là cái cách làm quen thuộc của ngành công an. Cách làm này được gọi là nuôi án. Nuôi án tức là thả cho tội phạm lớn mạnh rồi tóm khi cần thiết để lập công. Điều đáng nói là trước đây vấn đề này nó chỉ có ở trong ngành công an thôi, thì ngày nay quan chức lãnh đạo tỉnh nó cũng dục. Nuôi án có hai cái lợi cho quan chức. Cái lợi thứ nhất là được bọn tội phạm cống nạp. Thứ nhì là có thành tích nếu muốn bắt. Trong 10 năm, đường nhuệ phạm tội và lớn mạnh, ắt hẳn là hắn ta phải cống nạp để được quan chức bảo kê cho nói chứ. Lực lượng công an cộng sản hiện nay đó đến 1 triệu 500 ngàn người, lực lượng không chính quy. Thêm vào đó là khoảng 250 ngàn công an chính quy nữa, thì cái con số là hơn 1,7 triệu. À, 1 triệu 700 ngàn người đó thưa quý vị. Tuy đông, nhưng mà người dân Việt Nam vẫn thấy bất an Quan sát thực tế thì biết nhiệm vụ của công an là gì? Khi cướp đất dân, công an rất hung hãn. Vụ thảm sát đồng tâm chính là ví dụ. À, khi bảo vệ bốt BOT bẩn, công an cũng rất là hung hăng. Rồi khi trấn áp biểu tình, công an cũng rất là hung hãn. Khi chặn người dân đi kiện Phọc Mô công an cũng rất là hung hăng. Chỉ toàn thấy công an hung hăng với hung hãn không thưa quý vị. Tuy nhiên, khi mà thấy tài xế taxi vật lộn với tên cướp á, thì công an đứng bấm điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu đó thôi, đủ để chứng minh rằng công an cộng sản được sinh ra là để làm gì rồi chứ gì. Nhiệm vụ của công an là bảo vệ lợi ích nhóm, bảo vệ chế độ chứ không phải bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Công an Cộng sản nói riêng và quan chức Cộng sản nói chung, họ biết kiếm tiền ngay cả khi xã hội bất an vì tội phạm. Cộng sản hay lắm, nhìn đâu cũng thấy tiền, nhìn dân họ biết ngay phải bòn rút tiền của dân như thế nào để làm giàu. Nhìn tội phạm, họ cũng có ngay cái cách để buộc tội phạm nuôi họ. Còn cuộc sống của người dân bất an thì mặc kệ nó, mặc kệ nó, họ không quan tâm, họ chỉ biết có tiền thôi. Cái việc nuôi án 10 năm hốt một lần là cái kiểu kiếm tiền trên đầu tội phạm. Trong 10 năm đó, bọn tội phạm nó vỗ béo quan chức. Và đến lúc cần thịt để lấy thành tích thì họ thịt thôi, ra tay ngay, nuôi án vừa có tiền vừa có tiếng thì dạy gì không làm phải không thưa quý vị? Vậy nên khi nhà nước trong tay của đảng Cộng sản thì nhân dân không bao giờ có cuộc sống bình yên, mãi mãi cũng không. Tác giả Đỗ Nga chưa có dừng lại ở đó thưa quý vị. Ông còn viết, khi nói đến vai trò bảo vệ chế độ thì chính quyền ra tay đang áp dân một cách hung hãn lắm. Nhưng đối với Tàu Cộng, đặc biệt là chủ quyền biển đảo đó, thì đảng lại hèn nhát trước cái trò ném đá dấu tay của Trung Cộng. Ông viết, ngày 17 tháng 5 năm nay, trên website của Trung tâm Hàng hải quốc tế có đăng một bài viết không có tàu thuyền bình thường, giải mã lực lượng dân quân Trung Quốc. Trong bài viết này, nói về lực lượng dân quân biển Tác giả Ryan Martinson cho biết là vào tháng Giêng năm 2018, bí thư đảng ủy của công ty thủy sản Cao Ganjin Hu Fishery Company tại tỉnh Quảng Tây đã xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc rót một khoản trợ cấp rất lớn để đóng những con tàu lớn có động cơ mạnh và được trang bị các thiết bị làm lạnh tiên tiến cùng với rất nhiều các quy định khác. Thực ra, đấy là đóng những con tàu chiến công suất mạnh nhưng mà trá hình là tàu đánh cá lực lượng dân quân hàng hải là đội quân trên biển của dân quân quốc gia trung quốc giống như cảnh sát vũ trang nhân dân và quân giải phóng nhân dân vậy đây là một thành phần của lực lượng vũ trang của đất nước này hầu hết các thành viên của lực lượng dân quân hàng hải có công việc hàng ngày thường là ngư dân nhưng mà được huấn luyện tác chiến như quân nhân tàu của lực lượng dân quân hàng hải có thể được chính quyền trưng dụng để tham gia vào các hoạt động đào tạo này và thực hiện các sứ mệnh các thành viên dân quân được đào tạo và quản lý bởi các sĩ quan của quân giải phóng nhân dân trung quốc và các lực lượng vũ trang nhân dân ở thành phố quận hoặc thị trấn nơi dân quân cư trú chính quyền trung quốc đã xây dựng một hạm đội cốt yếu trường sa những người sẵn sàng tuyên thệ như quân đội chính quy tuyên thệ trung thành với đảng đó như một điều kiện để chính quyền rót tiền hỗ trợ cho họ đóng tàu những chiếc thuyền này ở Trường Sa được đăng ký vào khu phát triển kinh tế Yangpu ở Hải Nam. Nói chung, nó là tàu hải quân nhưng mà trá hình thành tàu cá với những thân tàu và thiết bị được trang bị rất chuyên nghiệp để sẵn sàng tác chiến. Thực ra tàu hải cảnh của Trung Quốc đó không có đủ đông để mà rải khắp biển đông. Họ cần một lực lượng khác để bổ sung. Được biết là lực lượng dân quân hàng hải rất đông. Trên tàu là ngư dân thật được huấn luyện thành binh sĩ rồi ra khơi đánh bắt cá tại những nhiều... kế sách của Bắc Kinh. Không phải Hà Nội không biết đâu thưa quý vị, họ biết rất rõ nữa là đằng khác. Thế nhưng tại sao Hà Nội lại không dám huấn luyện ngư dân thành dân quân hàng hải như tàu cộng đã làm? Vì đơn giản Hà Nội không muốn động chạm với Trung Quốc hà nội đẩy dân không có một tất sắc ra ngoài khơi làm bia đỡ đạn cho bọn dân quân hàng hải của tàu thì bắc kinh không có tức giận ha? còn nếu mà dám cả gan thực hiện kế sách lập dân quân hàng hải để đối đầu với quan thầy đó thì đám lãnh đạo hà nội sẽ không yên thần với bắc kinh đâu có cho vàng thì lão già nguyễn phú trọng cũng không dám dùng cái kế sách gậy ông đập lưng ông với quân tàu nguyễn phú trọng sẽ không bao giờ dám hỗn sược với bắc kinh đâu điều đó là chắc chắn ngày 21 tháng 5, trên báo Lao động cho biết chính quyền đã trao 400.000 lá cờ đỏ sao vàng cho người dân 19 tỉnh bám biển. Vì sao chính quyền Cộng sản biết Trung Cộng trang bị tàu cứng này, hỏa lực mạnh này và huấn luyện ngư dân thành binh sĩ để tiêu diệt tàu cá Việt Nam mà đảng vẫn trao cờ đỏ sao vàng rồi đẩy ngư dân ra chịu trận? Có cái sự khốn nạn nào bằng cái sự khốn nạn này không? Về hành động thì Đảng Cộng sản đã buông bỏ chủ quyền biển từ lâu, nhưng vẫn tỏ ra là muốn giữ để mà mỹ dân để che đậy cái hèn đó. Đảng Cộng sản đã suối ngư dân ra khơi để làm mồi cho địch. Cộng sản đã che đậy cái chữ hèn bằng sinh mạng của ngư dân. Có khốn nạn nào bằng như vậy không?